Trong video ngày hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết con Redmi 10 5G. Đây có thể nói là con máy của Xiaomi trong phân khúc giá 3 triệu đồng, mạnh nhất. Các bạn có thể thấy nó bán online trên các sàn như kiểu là Shopee, Tiki, Lazada với mức giá loanh quanh tầm là hơn 3 triệu đồng nha. Và thực ra các bạn có thể canh những cái đợt sale lớn ấy, thì nó bán trong tầm là 3 củ. Đấy. Và lưu ý đây là con máy chính hãng mạnh nhất nha, chứ mình không tính hàng sách tay. Và tất nhiên là hàng mới full box đập hộp rồi. Con này thì mình đã có video unbox cũng như là test game trên kênh là Đam Mê Công Nghệ, kênh lớn. Các bạn có thể lên đó để mà xem. Còn với video đánh giá chi tiết này thì mình sẽ lên kênh mua hàng online. Và về cái hộp các bạn có thể thấy là hàng chính hãng, chúng ta có tem phiếu DigiWork hoàn toàn đầy đủ nha. Đó, và đây là bản 4 RAM cũng như là 64GB bộ nhớ trong. Và hàng chính hãng các bạn để ý là chúng ta có logo cam như này này. Và bên trong đặc điểm nhận diện, chúng ta có cái hộp và có que lấy sim cũng như là có ốp lưng, có sách hướng dẫn sử dụng. Nó sẽ thường là bằng tiếng Anh. Đây này. Hoặc là tiếng Việt nhé. Còn với máy sách tay thì thường nó sẽ là tiếng Trung và chỉ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng thôi. Chung là Xiaomi thì không hề là bảo vệ môi trường đâu. Bên trong hộp thì luôn có đầy đủ tất cả những cái món phụ kiện, và đặc biệt các bạn sẽ có một cái adapter sạc nhanh cổng Type-C với công suất lên đến là 22,5W. Thực tế ra con này thì nó chỉ support sạc là 18W thôi, nhưng mà đối với Xiaomi, Redmi họ sản xuất bộ sạc 22,5W và họ tặng luôn. Đó, chứ không có kiểu là tặng những cái bộ sạc công suất thấp hơn như là Samsung đâu. Samsung sạc 25 mà ông tặng có 15W. Còn là Xiaomi thì ngược lại, 18W tặng 22,5W. Rồi, đây. Với thiết kế thì con này nó có một cái thiết kế cũng khá là cơ bản của một cái dòng máy giá rẻ. Tuy nhiên thì nó vẫn có một số những cái đặc điểm cao cấp. Bởi vì con này thì nó thuộc cái thương hiệu là Redmi. Nó sẽ có thiết kế là mình thấy là trông có vẻ là ổn hơn so với con Poco M5 ở trong cùng một cái phân khúc, bởi vì Poco thương hiệu nó thấp hơn. Nhưng mà tự chung thì chất liệu thì chúng ta có khung vỏ làm bằng nhựa thôi. Đó, và cái mặt lưng này thì cái điểm trừ đầu tiên là nó bám mồ hôi và dấu vân tay khá là nhiều nha. Các bạn nên đeo ốp, nếu như đeo trần thì nó sẽ bám lại. Đặc biệt với những cái bản mà ra mồ hôi tay có thể nó sẽ bám nhiều. Và mặt lưng thì làm theo kiểu như này này, nhám nhám, không phải là nhám mà kiểu như là khi cà vào nó phát ra tiếng kêu kiểu siêu bền đấy. Nó sẽ hạn chế được trầy xước cũng như là củng camera. Chúng ta có đèn flash rất là dài và có hai ống kính cảm biến chính là 50 megapixel cũng như là cảm biến vân tay thì đặt ở cảnh phải, được làm dẹt cũng như là phím bấm tăng giảm âm lượng. Bên cạnh trái thì chúng ta có khay sim, và khay sim con này thì được làm theo kiểu là 2 trong 1 nha, lắp đồng thời một lúc 2 sim, 1 khay cắm thẻ nhớ ngoài, rất hợp lý dành cho những cái bản mà làm máy phủ. Chúng ta có nhu cầu xài 2 sim, 1 sim chính và 1 data, cũng như máy vẫn sẽ có cổng 3.5 và cổng hồng ngoại nha, điều khiển các thiết bị điện tử trong gia đình. Cũng như bên dưới chúng ta có micro chính, có cổng USB Type-C và loa chính. Nói chung là rất là ok. Với cổng USB Type-C các bạn sẽ là yên tâm. Về cái vấn đề phụ kiện tương thích khi mà chúng ta mua sắm về lâu về dài. Và với cổng hồng ngoại này các bạn sẽ vào cái phần điều khiển Mi á, chúng ta thêm. Ví dụ mình đang xài máy lạnh của Daikin thì mình vào cái phần điều hòa, mình chỉ cần search cái thương hiệu là Daikin thì ngay lập tức ra luôn này. Đó, tiếp nối xong, đó là các bạn có thể điều khiển được ha. Đó, điều khiển được nhiệt độ ở trong studio quay của mình cũng như là TV, khá là tiện lợi. Và đây là một cái tính năng mà những người dùng cơ bản rất thích trên các dòng máy Xiaomi. Phía trước thì chúng ta có màn hình theo kiểu giọt nước, và cầm bên dưới viền hai bên, phía trên thì nó hơi dày nhưng mà không đến mức gọi là dày quá. Và mình thấy là màn hình cũng được dán sẵn một cái miếng dán bảo vệ đây ha, cứ thế mà chúng ta xài luôn. Chung là trong tàu này thì màn hình giọt nước chúng ta cũng không thể nào mà chê được, bởi vì đây là cái kiểu màn hình phổ biến trong tầm giá là 3 triệu đồng đổ về. Tất nhiên trong tàu này thì vẫn có một vài mẫu có màn hình đục lỗ đó, nhưng thường nó sẽ có độ phân giải là HD Plus, cũng như trong tầm này trước đây có Realme Nano 50. Đó, màn hình khá là đẹp nhưng mà con đó thì nó hết hàng rồi. Và về thông số thì màn hình của máy có kích thước là 6,58 inch ha. Một cái điểm cộng là kích thước màn hình lớn, tấm nền IPS LCD với 90 Hz tần số quét, độ phân giải Full HD Plus và kính là Corning Gorilla 3 ha. Những cái thông số nó thường thấy trên những cái dòng máy giá rẻ trong cùng phân khúc, nhưng mà mình đánh giá nó vẫn ok.
tần số quét các bạn sẽ chỉnh trong phần tốc độ làm tươi ha, có 60 và 90. Với thời lượng pin con này các bạn cứ để 90 mà xài cho nó thoải mái. Và chất lượng tấm nền trên con này thì mình đánh giá nó ở mức trung bình khá thôi. Cái màn hình này thì nó hơi ám màu chứ nó không thực sự gọi là đẹp và trong trẻo, nó sẽ hơi ám kiểu như hơi ám vàng kiểu như vậy. Và các bạn vẫn có thể chỉnh thêm ở trong cái phần là bảng màu này này. Đấy, có bão hòa, sống đồng, tiêu chuẩn và tùy chỉnh ở bên dưới ha. Tông ấm, tông lạnh, cái này tùy vào cái sở thích của các bạn thôi. Mình thì sẽ thiên về cái tông lạnh hơn tí. Đó. Về góc nhìn về chi tiết thì tấm nền IPS LCD nhưng mà trên một cái mẫu máy giá rẻ nên là mình thấy là tất cả đều ở mức là trung bình thôi. Đó, đây không phải là cái máy mà có màn hình đẹp nhất trong tầm này ha, nhưng mà thông số như này thì hoàn toàn hợp lý. Và cái thế mạnh nhất con này là nó dồn hết vào cái phần cấu hình rồi. Máy đang trang bị chip là Dimensity 700 đi kèm với 4 RAM cũng như là 64 ROM, và con này nó có một cái bản là 6 RAM 128 ROM thì mức giá nó cao hơn tầm là 4-500k ha. Cá nhân mình thấy các bạn chỉ cần lấy bản 464 là được rồi, vì máy giá rẻ chúng ta chỉ cần RAM ROM như vậy thôi, không cần RAM ROM quá nhiều. Và bởi vì là bản 628 thì thà chúng ta sẽ nâng lên những cái con đời nó cao hơn. Và AnTuTu thì nó cho là 290.000, điểm CPU là 95.000 và GPU Line 56.000. Thực ra AnTuTu nó tham khảo nha, chứ nó không thể nào mà phản ánh được chính xác. Và thực sự là qua khoảng là vài ngày mình trải nghiệm con này thì mình thực sự là hài lòng về hiệu năng. Đây là con mình hài lòng về hiệu năng nhất trong tầm giá là 3 củ hiện nay. Nếu như tính riêng là các dòng máy Xiaomi nha, Xiaomi tầm này có cực kỳ nhiều. Redmi 14G, rồi là con Redmi 10C, Poco C40, Poco M5, Redmi Note 10S, rồi là Poco M4 Pro 4G. Đó là có rất rất nhiều đúng không? Chưa kể đến có thêm là Redmi Note 11 ở phân khúc nó cao hơn tí nữa. Thì mình vẫn đánh giá con này đang có hiệu năng và cái trải nghiệm nó tốt nhất. Lý do bởi vì cái phần mềm con này là nó MIUI for Xiaomi chứ không phải là MIUI for Poco, nó tối ưu không được tốt. Đỡ hơn cũng như là với cấu hình này thì mình thấy là kết hợp màn hình 90 Hz và cái khả năng tối ưu nên là hầu như là những cái tác vụ xử lý trên máy là đều khá là ổn áp nhá. Nó không xảy ra tình trạng bị là lắc giật. Còn về gaming á, thì mình đã làm riêng một cái clip dài gần 20 phút để mà test game trên con này rồi, bao gồm Liên Quân, bao gồm cả là PUBG Mobile và Genshin Impact, thì thực sự là con này nó chiến game rất mượt. Đây đang là một trong những con mà có khả năng chiến game mượt nhất trong tầm này nhé, các bạn lưu ý ha. Mượt hơn Poco M5, mượt hơn một số con Xiaomi Poco trong tầm này, hay kể cả là Tecno, con này đang chiến game mượt hơn, vì rõ ràng là con này đang trang bị cấu hình tốt nhất và chip nó cũng đang tốt nhất luôn, tính hàng chính hãng ha. Và với con Dimensity 700 thì có kết nối 5G nữa. 2-3 năm sau bạn nào mà muốn trải nghiệm cái công nghệ này thì cũng không lo bị lỗi thời, nhưng mà tất nhiên là 5G nó cũng không phải là một cái kết nối mà bắt buộc ở thời điểm hiện tại đâu, quan trọng hay bắt buộc đâu ha, nó chỉ là kết nối lợi thế thôi. Hiệu năng thì không có gì khiến mình thất vọng hết, mình hài lòng nhất. Tuy nhiên chuyển qua về cái phần camera thì con này thông số là 2 ống kính 50 megapixel và mình cũng khá là kỳ vọng về cái chất lượng ảnh chụp trên con này. Đó, nhưng thực sự là nó không ăn thua anh em ạ. Đó, cam con này thì thực sự là theo kiểu đúng nghĩa là chống mù. Đó, các bạn chỉ nhìn rõ được cái chủ thể và chỉ nên chụp trong những cái điều kiện mà đầy đủ ánh sáng thôi. Đó, chứ cái thời điểm mình chụp những cái bức ảnh này đây này là buổi trưa, trời nắng gắt nên là ảnh lên nó khá là màu, nó khá là xấu ha. Đó, và cái khả năng kiểm soát ánh sáng con này thì nó cũng không thực sự tốt và có hiện tượng bị cháy sáng, thì do là ống kính trên những cái dòng điện thoại giá rẻ thì nó không thể nào mà có những cái thấu kính, nhiều thấu kính hay là có những cái công nghệ như gọi là lớp phủ để mà chống tia cực tím bảo vệ như trên những cái dòng cao cấp, nên là chất lượng ảnh thì các bạn đừng nên chụp vào những cái lúc mà điều kiện bất lợi hay nắng gắt kiểu như vậy, hay là ban đêm, mà các bạn chỉ chụp trong điều kiện đủ ánh sáng thì mình nghĩ là theo kiểu đủ dùng thôi. Đó, còn các bạn chụp thấy là ảnh rất hay bị cháy sáng và chi tiết thì nó cũng ở mức tạm tạm thôi nhá. Đó, không có gì gọi là khen ở đây cả. Đó, và khả năng quay phim thì mình nghĩ là cũng không cần phải sâu. Trong tầm này thì nó cũng không, chúng ta cũng không thể nào mà hy vọng được nhiều. Còn cam ra selfie thì con này cũng bị cắt giảm luôn là 5 megapixel, nhưng mà cam selfie con này thì mình nghĩ là chỉ đủ để chúng ta gọi video call là chính thôi và chụp selfie mức cơ bản nhất. Camera thì không đánh giá cao nha. Tiếp theo về phần âm thanh thì con này chỉ có cái loa ở bên dưới, loa đơn, là cũng ở mức gọi là vừa đủ nghe.
nó không quá nhỏ nhưng mà tất nhiên nó cũng theo kiểu là to to mồm, nhưng mà chất âm thì tất nhiên nó sẽ là không hay rồi, vì loa trên một cái mẫu giá rẻ mà. Trong tầm này các bạn có thể là mua những cái mẫu loa kép nếu như muốn có một cái trải nghiệm âm thanh loa ngoài nó tốt hơn, nhưng mà tất nhiên là không thể mà có con nào nó toàn diện. Về phần mềm thì con này đang chạy MIUI 13 trên nền tảng Android 12 thì cũng ok. Tất nhiên là không phải là mới nhất, nhưng mà với tầm giá này thì mình cũng không thể nào mà đòi hỏi được. Đó, và với MIUI 13 trên con này thì là MIUI for Xiaomi ha, mình đánh giá khả năng tối ưu nó tốt hơn là MIUI for Poco. Và Xiaomi thì đầy đủ các tính năng thông minh, tuy nhiên thì nó cũng có rút gọn đi. Ví dụ như nó rút gọn đi cái phần là clone app. Các bạn có thể là tải app MIUI download trên Google Play Store để mà kích nó lên. Tức là nó sẽ ẩn đi một vài những cái tính năng mà đòi hỏi các bạn phải kích thủ công lên ha. Nhưng vẫn có những cái tính năng gọi là thế mạnh như là hộp công cụ video này, các bạn vào có thể là vừa xem YouTube vừa chạy nền. Đó, hoặc là coi YouTube khi màn hình tắt, cửa sổ nổi này. Đó, thế là như vậy này. Rồi là chế độ thu gọn, game turbo nó vẫn có đầy đủ. Đó, rồi chụp ảnh màn hình trượt ba ngón tay, nói chung là những cái tính năng nó rất là cơ bản và quen thuộc trên là MIUI này, nên là mình nghĩ là cũng không cần nói thêm. Cái này MIUI 13 với lại Android 12 thì mình nghĩ là cũng rất là đủ để con này dùng rồi. Cuối cùng là về pin thì đây là cái điểm gỡ gạc lại. Khi con này có dung lượng là 5000 và sạc là 18W và đúng thực sự thời lượng pin con này nó khá tốt ha. Do con chip Dimensity 700 tiết kiệm pin và cấu hình nó cũng không quá cao. Nhưng mà màn hình nó cũng không kiểu như quá sắc nét, nên là con này nó cũng khá là cầm pin ha. Chứ con này các bạn có thể xài thoải mái trong vòng một ngày. Đó, và những lợi thế khác là hàng Xiaomi chính hãng các bạn sẽ có là 18 tháng bảo hành bảo tỏi. Nó hoàn toàn đầy đủ và yên tâm ha. So với việc các bạn mua máy cũ trong tầm này thì rủi ro là hàng dừng thế này thế kia. Tổng kết lại thì con này mình thấy là với cái mức giá này và những cái thứ nó trang bị thì mình thấy là cực kỳ hợp lý dành cho những đối tượng người dùng sau này. Có thể là các bác chạy Grab, xe ôm công nghệ, cần một cái mẫu máy có thiết kế bền bỉ, có chính hãng bảo hành lâu dài, có màn hình lớn và có cái hiệu năng xử lý ổn, không bị lắc giật. Đó, cũng như là nó vẫn có thể giải trí được. Và đối tượng tiếp theo là các bạn học sinh, sinh viên, túi tiền eo hẹp, rõ ràng các bạn chỉ có tầm này nên không thể nào mà mua những cái mẫu cao hơn. Thì con này nó vẫn đáp ứng được tốt với nhu cầu là chơi game này. Đó, con này chơi game ngon nhất trong tầm 3 củ này. Có pin trâu này, vẫn có sạc nhanh này, đồ này kia này, camera thì các bạn phải lưu ý là chống mù thôi. Cũng như là con này các bạn vẫn có thể cân nhắc làm máy phủ cho ông bà bố mẹ phụ huynh thì vẫn được ha. Vì hàng chính hãng Xiaomi, phần cứng nó cũng rất là tốt. Và nó sẽ không phù hợp với những cái bản mà yêu cầu một chiếc máy có camera nó phải tốt hơn tí nữa, và có chất lượng âm thanh nó phải ngon hơn, hay là màn hình nó phải nhỉnh hơn. Thì rõ ràng là con này nó không có được. Và các bạn sẽ phải mua những lựa chọn những cái chiếc máy khác có màn AMOLED, hay là hàng sách tay, hay là hàng cũ trong tầm này. Rồi thì nội dung của clip đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hữu ích thì hãy nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh Mua Hàng Online để ủng hộ mình nhé.